Hello hello các bác, để không bỏ lỗ bất kỳ một video mới nào đến từ ProSa Việt Nam, các bác có thể bấm vào đăng ký và ngay sau đó các bác có thể bấm vào quả chuông, chọn tất cả để nhận được những thông báo về video mới nhất nha. Ok. Ok, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của công ty ProSa Việt Nam. Nói cái câu này nhiều chán quá, không biết là có câu gì mới mẻ hơn không nhỉ. Hôm nay là một ngày chủ nhật nhưng mà chủ nhật này hôm nay có gì đấy sai sai vậy các bác ạ? Dừng tầm 5 giây xem nào. Chủ nhật sao hôm nay công ty đông ấy nhỉ? Công ty hôm nay không nghỉ à? Không. Anh Nam? Không. Ui, đang làm gì mà sao đông này? Bởi vì nó qua nhận đút bạc xong, nay vui quá. Tăng ca. Bây giờ anh vừa đánh hiểm lắm em ạ. Bắt đầu. Ú chà. Đây, các bác có thể thấy là một em EPS 10, EPS 10 vừa mới dán tem xong còn nóng hôi hổi. Bây giờ hình như là mình xuất cái đơn này đi đâu nhỉ anh nhỉ? Đấy. Ờ. Và nhưng tuy nhiên thì bộ này không lên sóng được. What? Điều thì tin được. What? Không lên sóng được á? Không tiếp được sóng. Nên là bọn em chỉ bây giờ là đi lắp đặt ở âm trọng âm thầm thôi. Sẽ có hình ảnh, nói chung là sẽ có hình ảnh chụp về. Ui buồn thế. Quay thì không được phép. Không có clip chán nhờ các bác nhỉ. Đây, ở đây là chúng ta đều đang đóng hàng. Có lẽ là ngay bây giờ bọn em sau khi đóng hàng xong thì sẽ lên đường. Tuy nhiên là sang bây giờ chỉ lắp đặt thôi. Đó, các bác có thể hiểu là như thế này. Có rất là nhiều những đơn hàng bọn em đã lắp đặt từ trước nhưng mà cũng không phải là cái chuyện mà lần đầu tiên gặp. Có rất là nhiều bộ âm thanh gọi phải gọi là đình đám đấy. Phải gọi là thực sự là rất là đình đám của Nexo cũng như là Adamson cũng như là những cái thương hiệu lớn khác mà tuy nhiên là bên em đi lắp đặt nhưng mà không thể có clip mang về cho các bác xem được. Rất thực sự rất là tiếc bởi vì gia chủ không muốn mà. Gia chủ không muốn thì mình phải tôn trọng điều đấy đúng không anh? Đó. Nhiều, nếu mà gọi là clip mà đi lắp đặt mà không được lên sóng thì sang tuần sẽ lắp một bộ EPS Hồ Chí Minh. Thậm chí là có những công trình mà sang tuần mày vào Hồ Chí Minh đấy thì đi lắp bộ. Ờ nhỉ. Hai bộ. Một bộ ID 24 đúng không? Chết, khả năng là em phải xin số em điện trước em thương lượng với bác chủ xem là quay phim như thế nào. Không, để tránh cái trường hợp là anh em vác cái đống máy cồng kềnh ra thế là xong lại không được quay nữa là tiếc lắm. Đưa cho chị Hà quay đi, mày ra đây hộ anh có sút. Đây. Anh này là con trai thôi, là công ty còn ai đâu. Anh em xuống là em lấy 600 các bác nhá. Bé tí thế mà. Bé tí thế mà cũng phải 2000 đây các bác. Con LS600 này gọn hơn rất là nhiều. Gọn hơn LS600 nhiều. Gần như là bằng con LS400 từ xưa. Đây, đây là 400 này các bác này. Đây các bác có thể thấy bên này. Nó cũng chả khác, nó cũng chả to hơn mấy. Ok, bây giờ thì đốt công đoạn cuối cùng nào. Đó, nhà hình luôn nha các bác. Là sang tuần sẽ có rất là nhiều những công trình về Nexo thú vị. Và mong rằng em sẽ được quay và lên sóng những công trình đấy cho các bác xem. Ok, thường quá các bạn. Ok nha. Rồi ok. Nhịn lâu lắm rồi nhá. Có lẽ là trước thêm sinh nhật ở Sài Gòn rồi. À, sắp tới bác nào mà đặt hàng thì em khuyên là đặt hàng nhanh các bác nhá. Hiện tại thì những mặt hàng mà từ châu Âu về thì gần như bên em chỉ về đâu đó rất ít thôi. Gần như đặt những đơn hàng này về từ trước Tết rồi. Nên là bác nào mà đặt những mặt hàng mà đặt sớm lên. À mát là biết là hàng các bác mà đặt sớm lên 12 là bắt đầu chạy khuyến mại là thì các bác đặt sớm lên. Các bác nhìn chỗ em đứng này. Các bác nhìn chỗ em đứng đi. Sáng tuần là bọn em trong một ngày. Chỉ trong một ngày mà sao cái chỗ này nó trống thế nhỉ? Chả thấy loa luôn đấy nhỉ. Sáng tuần thì sẽ lắp một bộ ở trên Thái Nguyên nữa nhá. Thôi rồi, xong rồi. Rồi, có lẽ xin phép là nhà hình các bác như thế thôi. Một ngày chủ nhật như vậy thôi. Đó. Mẫu này là đồ dùng đây. Quản lý nguồn, vàng số. Năm này, kia. Ngoài kia đấy. Controller, âm lê. Anh em kỹ thuật bởi vì là cò này đang ở trong Hồ Chí Minh. Còn toán với điệp thì đang đi lắp ở Hải Dương. Nên là ngày hôm nay là ngày chủ nhật nên là phát sinh đơn các bạn. Hết sạch. Con 4x1.3. Thôi, tắt máy để đi bê súp đây các bác ạ. Còn mỗi một em súp nữa thôi. Và hết rồi. Ok, rồi. Nó lại là vừa như cậu ấy mà. Như kiểu sinh ra dành cho nhau ấy nhỉ. Con đi 20 thì chỉ chở đến này thôi bác, tận dụng hết xe cá nhân nó ạ.
Rồi ok, bây giờ thì hàng hóa đầy đủ rồi. Rồi chúc mình Mr. Nam thương lộ bình an nhé. Hôm nay không được quay clip thì em sẽ lại phải ở nhà dựng tiếp cho các bác xem vậy. Hôm nay thì Sơn không cần phải đi với anh nữa, mình chẳng quay được gì cả. Đi làm gì? Buồn thế. Thôi tối về mua vịt quay giải đen. Ok, thôi, anh thượng lộ bình an nha. Sao vẫn vui các bạn. Vừa qua vừa nhận nút bàn xong vui. Quẩy thâu đêm. Ôi giời ơi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Ok, chúc mình đang làm miệng ngộ bình an nha. Sang tuần nhiều clip lắm các bạn. Nhớ chụp ảnh nhá. Các bạn nhớ theo dõi. Nhớ về chụp ảnh nhá. Ok. Ok, bye bye.